Ananda, because they put to use the three means of advancement throughout all of them, they are well able to accomplish the 55 stages of the true Bodhi path. Này Ananda, như thế đều dựa vào ba tiệm thứ mà tu hành tăng tiến, trải qua 55 địa vị ấy để cuối cùng thành tựu con đường Bồ Đề vô thượng. Because they put to use the three means of advancement là gì đấy? Ba cái phương tiện của gì đấy ạ? À, ba tiệm thứ tu hành tăng tiến, throughout all of them. Đều dựa vào ba tiệm thứ tu hành tăng tiến. They are well able to accomplish the 55 stages, và họ đã trải qua lần lượt 55 địa vị để mà thành tựu Bồ Đề vô, thành tựu cái con đường Bồ Đề vô thượng, true Bodhi, chân Bồ Đề, con đường chân Bồ Đề. Tức là tu hành tiệm thứ đó, ba tiệm thứ tu hành tăng tiến, trải qua 55 địa vị ấy và thành con đường Bồ Đề vô thượng. This manner of contemplation is called proper contemplation. Contemplation other than this is called deviant contemplation. Vậy là một lời khẳng định. Tức là quán như thế thì gọi là chánh quán, mà quán theo cách khác thì đều là tà quán. This manner of contemplation, quán theo cái cách như vậy thì is called proper contemplation, thì gọi là chánh quán. Còn contemplation other than this, nếu mà quán theo một cách khác nào khác thì gọi là it's called deviant contemplation, thì gọi là tà quán. Then Dharma Prince Manjushri arose from his seat, and in the midst of the assembly he bowed at the Buddha's feet and said to the Buddha, "What is the name of this sutra and how should we and all living beings uphold it?" À, Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lúc bấy giờ. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi thì liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ở trong đại chúng, ngài đảnh lễ dưới chân Phật và bạch Phật rằng, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch Phật rằng, "What is the name of this sutra and how should we and all living beings uphold it?" À, tên của kinh này là gì và con và chúng sinh phải gì? Phải thọ trì. We and all living beings phải thọ trì như thế nào, phải phụng trì như thế nào. The Buddha told Manjushri, "This sutra is called the Samyutta Siddhantopodala and unsurpassed precious seal of the seal of the great Buddha and the pure clear ocean-like eye of the first come ones of the ten directions." Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là gì đấy? Kinh này tên là Đại Phật Đảnh Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. À, đây là một cái tên rất là dài, đúng không? Tức Summit là đảnh, nó là cái đảnh của Phật, đúng không? Siddhantopodala là Tát Đát Đa Bát Đát Ra, the unsurpassed precious seal of the seal of the great Buddha. Là vô thượng bảo ấn, unsurpassed vô thượng precious seal là cái bản ấn, tức là cái ấn quý giá, cái ấn của cái ấn của gì, of the great Buddha, của Phật, của Như Lai, and the pure clear ocean like eye of the first come ones of the ten directions. Pure, thanh tịnh, clear, rõ ràng, ocean-like eye, như là gì đấy? Như là mắt như biển, cái mắt mà như biển này, thanh tịnh này, rõ ràng này, của Như Lai trong mười phương. Kinh này tên là Đại Phật Đảnh Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. This also called the cause for saving a relative to rescue Ananda and the Vishnu nature who is now in this assembly so that they obtain the Bodhi mind and enter the sea of pervasive knowledge. Họ gọi tên là gì đây? Cứu hộ thân nhân độ thoát A Nan cập thử hội trung tánh tỳ kheo ni đắc bồ đề tâm nhập biến tri hải. Nó lại là tên là gì đây? The cause for saving a relative. Cứu hộ gì?
cứu hộ thân nhân là cái nhân duyên để mà cứu hộ thân relative là người người họ hàng, người bà con đúng không hả? Cứu hộ thân nhân, saving a relative. Để gì? Để cứu hộ Ananda và tỳ kheo ni bản tánh. Rescue Ananda, cứu hộ Ananda và tỳ kheo ni bản tánh. Who is now in this assembly? Người mà những người người mà người tỳ bản tỳ kheo ni bản tánh là người mà ở trong pháp hội này. So that they obtain the body mind, để họ chứng được cái gì? Chứng được cái tâm bồ đề, đắc bồ đề tâm và enter the sea of pervasive knowledge, và nhập vào cái biển của trí tuệ gì? Cùng khắp, nhập vào biển trí tuệ cùng khắp. Cứu hộ thân nhân độ thoát Anan, cập thử hộ trung tánh tỳ kheo ni, đắc bồ đề tâm nhập biến chi hả? Tức là cái tên thì người ta dùng gì đấy, dùng rất là nhiều từ Hán Việt để mà dịch, nghe nó rất là trang trọng. It is also called the Tathagata secret course of cultivation. His certification so the complete to the complete meaning. Hoặc gọi là Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa. Called the Tathagata's secret cause of cultivation. Tathagata là Như Lai. Secret cause là cái nguyên nhân bí mật của gì? Của việc tu tập. His certification to the complete meaning. Tu tập và cái của việc gì? Của chứng cái gì đấy? Cultivation là tu và certification là chứng. Chứng cái gì ạ? Complete meaning là chứng cái nghĩa mà nó hoàn toàn và viên mãn, gọi là liễu nghĩa. Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, cái nguyên nhân bí mật của việc tu tập và việc chứng chứng đắc cái gì, cái gì, cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa hoàn toàn viên mãn. Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa. It is also called the great pervasive method, the wonderful lotus flower king, the Dharani mantra, which is the mother of all Buddhas of the ten directions. Gọi là gì đây? Đại phương quảng diệu liên hoa vương, thập phương Phật mẫu Đà La Ni chú. Tức là gì đấy? Great pervasive method là cái phương pháp mà nó trùm khắp. Nó trùm khắp, rộng lớn trùm khắp. The wonderful lotus flower king là cái vua gì? Vua hoa sen, hoa diệu liên hoa, diệu liên hoa vương đúng không? Diệu liên hoa vương tức là vua hoa sen vi diệu. The Dharani mantra là gì đây ạ? Là cái Đà La Ni, tức là cái câu, cái thật, cái bài thần chú ấy, bài chú thần chú của gì đấy? Which is the mother of all Buddhas of the ten directions, là mẹ của chư Phật trong mười phương, mẹ của tất cả các vị Phật ở trong mười phương. Đại phương quảng, great pervasive method, đại phương quảng diệu liên hoa vương, thập phương Phật mẫu Đà La Ni chú. Tức là bài chú của mẹ của chư Phật ấy. It is also called the foremost Suragama sections and phrases for anointing the crown of the head and all Bodhisattvas merit practices. Cũng gọi là quán đảnh chương cú, chư Bồ Tát vạn hạnh, thủ lăng nghiêm. The foremost Suragama, Suragama lăng nghiêm thì thủ, thượng thủ, thượng thủ lăng nghiêm. Sections and phrases là gì? Chương cú, các cái phần, các cái từ ngữ chương cú mà anoint for anointing the crown of the head, quán cái đảnh đầu ấy. And all Bodhisattvas merit practices là gì? Tất cả các cái gì vạn hạnh của Bồ Tát, merit là vạn, practices là các cái hạnh, vạn hạnh của tất cả các vị Bồ Tát. Quán đảnh chương cú chư Bồ Tát vạn hạnh, thủ lăng nghiêm. First, should you respectfully uphold it? Ông nên theo đó mà phụng trì. After this was said, Ananda and all in the great assembly immediately received the first common instruction in the secret seal
the mean of Buddha, La, and heard these names for the complete meaning of this sutra. Đức Phật dạy lời ấy xong tức thì Đại Đức A Nan cùng cả đại chúng nhờ được Phật khai thị cho ý nghĩa mật ấn Đại Bạch Tán Cái, lại nghe được các tên gọi liễu nghĩa của kinh này. Khi nói lời xong này, after this was said, khi lời được nói xong, thì Ananda và tất cả pha hội đồng quyết ở Sampi và toàn thể đại chúng, tất cả mọi người ở trong đại chúng, immediately, ngay lập tức, received the first common instruction, nhận được cái lời khai thị của Như Lai. Cái gì đấy? Secret seal là cái gì? Cái mật ấn, tức là cái ấn bí mật. Trong một cái ấn bí mật, the meaning of poor ta là Bát Đát La, cái ý nghĩa của Bát Đát La. Bát Đát La có nghĩa là một cái lọng, lọng rất là lớn, lọng trắng lớn ấy, đạn bạch tán cái. And heard these names for the complete meaning of the sutra, lại được nghe các cái tên gọi liễu nghĩa, complete meaning là cái nghĩa hoàn thiện viên mãn của cái kinh này. Lại được nghe tên gọi liễu nghĩa của kinh này thì họ liền gì? They were suddenly enlightened to Dhyana, advanced in their cultivation to the sagely position, and increased their understanding of the wonderful principle. Their minds were focused and serene. Họ liền đốn ngộ lý thể huyền diệu thù thắng, tu chứng tiến lên thánh vị trong cảnh giới định tuệ, tâm thì bỗng gì? Rỗng không, lắng đọng. Their mind was focused and serene, rỗng không lắng đọng. Tức là they were suddenly enlightened, là họ liền gì đấy? Liền giác ngộ. Cái gì ấy? Cái gì? To Dhyana, enlightened to Dhyana, giác ngộ cái thiền định, đúng không ạ? Giác ngộ cái thiền định. Advanced in their cultivation là gì? Trong tu chứng tiến lên sagely position, tu chứng trong cái việc tu tập của họ thì họ liền tiến lên gì? Cái vị thánh, cái vị trí của bậc thánh. Tu chứng tiến lên thánh vị. Advanced in their cultivation to the sagely position, tiến lên thánh vị ở trong cái việc tu chứng của họ. And increased their understanding, và tăng trưởng cái sự hiểu biết về the wonderful principle. Họ tăng trưởng cái sự hiểu biết của họ về gì đấy ạ? Về cái những cái lý thể rất là huyền diệu thù thắng, những cái lý thể, những cái ý nghĩa, những cái quy tắc, quy là nguyên tắc, những cái lý thể rất là huyền diệu, rất là huyền diệu thù thắng. Their minds were focused and serene, tức là tâm của họ thì bỗng nhiên rất là tập trung, các bạn kiểu nhất tâm tập trung đấy, và gì đấy, và giống không, lắng đọng, serene, rất là tâm rất là lắng đọng. Ananda cut off and cast aside six sections of subtle afflictions in his cultivation of the mind in the triple realm. Và Ananda thì gì đấy? Đoạn trừ sáu phẩm vi tế phiền não thuộc tư hoặc ba cõi. Cut off and cast aside là gì đấy? Đoạn trừ, cắt bỏ cái gì? Six sections là sáu phẩm of subtle afflictions, các cái phiền não rất là vi tế. Subtle là vi tế, afflictions các phiền não rất là vi tế trong cái việc tu tập của họ đấy. Có trong cái việc tu tập của ngài, sáu phẩm vi tế này thuộc gì? Thuộc tư hoặc ba cõi of the mind, tức là tư hoặc là cái gì? Các cái phiền não, cái lậu hoặc, cái cấu hoặc ở trong tâm ấy, ở ba cõi of the mind in the triple realm, là tư hoặc của ba cõi. Và Ananda đã dứt trừ được, đã đoạn trừ được sáu phẩm vi tế phiền não thuộc tư hoặc ba cõi. He arose from his seat, bowed at the Buddha's feet, placed his palms together respectfully and said to the Buddha, the great, awesome and virtuous world honored one whose compassionate sound knows no limit, has well instructed living beings as to their extremely subtle submersion in delusion, and has caused me on this day to become blissful in body and mind,
and to obtain enormous, enormous benefit. Lúc đó thì ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tức là đại đức A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, chắp hai tay lại, place his palms together respectfully, một cách rất là cung kính, chắp hai tay lại cung kính và bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đấng đại uy đức, từ âm bình đẳng, khéo dùng phương tiện, khai ngộ những lỗi lầm vi tế lâu đời của chúng sinh, khiến cho con hôm nay thân tâm thư thái an nhiên, được lợi ích lớn. The great awesome and virtuous world honored one. Thế Tôn gì? Thế Tôn này, đại uy đức đúng không? Awesome and virtuous, great, awesome and virtuous. Thế Tôn đại uy đức này, whose compassionate sound knows no limit. Tức là cái âm thanh từ bi của ngài thì sao? No, no limit, không có gì, không có một cái giới hạn nào, không có một cái giới hạn nào, thì rất là từ bi, rất là bình đẳng. As well instructed living beings, ngài đã gì đấy rất là khéo dùng các cái phương tiện để mà khai thị, khéo khai thị cho chúng sinh. As to their extreme subtle submersion. In delusion, khai thị cho chúng sinh là gì? Để khai ngộ những cái lỗi lầm vi tế lâu đời. Delusion là những cái gì? Những cái lỗi lầm subtle submersion, tức là vi tế, những cái khai nghị, khai ngộ những cái gì? Lỗi lầm vi tế lâu đời của chúng sinh. And has cost me, và đã khiến cho con ngày hôm nay, cost me on this day to become blissful. Được gì đấy? Để được thân tâm blissful in body and mind, thân tâm được thư thái, được an nhiên. And to obtain enormous benefit, và được lợi ích rất là lớn lao. Được lợi ích rất là lớn lao. World honored one, if the wonderful brightness of this truly pure wonderful mind is basically all pervading, then everything on the great earth, including the grasses and trees and the wriggling worms and tiny forms of life, are originally true suchness and are themselves the first come one, the Buddha's true body. Bạch Thế Tôn là gì? Theo lời dạy của Đức Thế Tôn ấy, thì cái chân tâm trong sạch sáng suốt nhiệm màu này xưa nay vốn viên mãn biến khắp rồi, cho đến đất đá cỏ cây các loài động vật hữu tình cũng vốn đủ bản tánh chân như. Tức là gì đấy? Chân thể thành Phật của các Đức Như Lai. Tức ngài muốn hỏi gì đây? Ngài có một câu hỏi. Tức là Bạch Thế Tôn, theo lời Đức Thế Tôn dạy thì sao đây? If the wonderful bright là gì đấy? Cái gì? Cái sáng mà nó vi diệu, of this truly pure and wonderful mind, cả tức là cái tâm này, cái tâm mà trong sáng vi diệu của gì? cái ánh sáng vi diệu của cái tâm trong sáng vi diệu ấy, thanh tịnh vi diệu này đấy, is basically all pervading, thì vốn là xưa nay là gì đấy, nó gì, nó trùm khắp, nó biến khắp, tất cả mọi nơi nó trùm khắp, nó biến khắp. Then everything on the great earth, và cho nên là tất cả mọi thứ ở trên đại địa này, bao gồm including the grasses and trees, cỏ cây, the wriggling worms and tiny forms of life, là gì đây? Các cái loài động vật hữu tình, sâu này, rồi các cái loài gì có hữu tình nhỏ bé ở trong trong trên trên đại địa đó, thì làm sao? Originally true suchness, thì vốn là gì đây? Vốn là gì đấy? Là Như Lai, là gì? Chân như, vốn là chân như. And are themselves the first come one, và vốn đủ bản tánh chân như, tức là chân thể thành Phật của các Đức Như Lai. Are themselves the first come one, là Như Lai, bản thân họ là Như Lai, the Buddha's true body, chân thể thành Phật của các Đức Như Lai. Chân thể, true body, đúng không? Chân thể thành Phật của các Đức Như Lai. Since the Buddha's body is true and real, how can there also be hells, hungry ghosts, animals, asuras, humans, gods, and other paths of rebirth? World honored one, do these paths exist naturally of themselves, or are they created by living beings' falseness and habits? Mà bởi vì đấy,
cái Phật thể, tức là cái gì, cái cơ thể của Phật, cái thân thể của Phật, gọi Phật thể thì gì đây, vốn đã rất là chân thật, true and real. Phật thể vốn đã chân thật như thế, thế thì tại sao lại có các cái nẻo hell, địa ngục, hungry ghost, ngạ quỷ, animals, súc sinh, asuras, atula, humans, người, gods, trời. Tại sao lại Phật thể vốn đã chân thật như thế, tại sao lại có các cái nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, người, trời, and other paths of rebirth, và các cái nẻo khác của cái việc tái sinh, other paths of rebirth. Bạch Thế Tôn là những cái nẻo này, những cái con đường này exist naturally of themselves, tự nó tồn tại một cách rất là tự nhiên, hay là are they created by living beings falseness and happiness, hay là chúng được tạo ra bởi những cái gì, những cái thói quen, những cái tập khí, những cái sai lầm của chúng sinh. Các nẻo đó bản lai là tự có, hay do tập khí hư vọng của chúng sinh mà sinh ra. World honored one, the Vishnu precious lotus fragrance, for example, received the Bodhisattva precepts and then indulged in lustful desire, saying that sexual acts did not involve killing or stealing and that they carried no karmic retribution. But after saying this, her female organs caught fire and then the raging blaze spread throughout all her joints as he fell into the unintermittent hell alive. Bạch Thế Tôn cũng như là tỳ kheo ni Bảo Liên Hương hành trì giới Bồ Tát. Bhikshuni precious lotus fragrance. Tỳ kheo ni Bảo Liên Hương. Precious bảo, lotus là liên, là họ là hoa sen, fragrance là hương, bảo liên hương, for example. Ngài ví dụ một tỳ kheo ni Bảo Liên Hương received the Bodhisattva precepts thì đã gì đây? Đã hành trì giới Bồ Tát rồi. And then indulged in lustful desire, và lén lút hành việc, làm việc dâm dục. Thì saying that, và lại còn nói là gì? Sexual acts là các cái hành vi dâm dục đó là gì đây? Thì không liên quan gì đến giết hại hay là trộm cắp cả. Không phải là sát sinh, không phải là trộm cắp. Hành dâm không phải là sát sinh, không phải là trộm cắp. That they carry no karmic retribution. Thế thì chẳng có sai lầm nào cả, chẳng có cái nghiệp quả, nghiệp nghiệp báo nào cả. They carry no karmic retribution. Nó không có nghiệp báo. But after saying this, và nhưng ngay khi nói cái lời này xong, her female organs là cái gì đấy? Cái nữ nữ căn, female organs là cái căn căn nữ của tỳ kheo này, vị tỳ kheo ni này thì sao? Nơi nữ căn phát ra ngọn lửa, caught fire, bốc lửa lên, nó phát ra ngọn lửa lớn. And then the raging blaze spread throughout all her joints. Sau đó là từ nơi nữ căn phát ra cái ngọn lửa, và từ từ đốt đến từng đốt xương. Raging blaze spread là lan lan ra throughout all her joints, là tất cả các cái đốt xương, tất cả cái xương, các khớp ấy. As she fell into the unintermittent hell alive, và sau đó là gì đấy, đọa vào địa ngục vô gián, khi mà còn sống, từ sống sót, từ đang sống như thế mà đọa vào địa ngục vô gián.